tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu cho một bé trai bị thủng ruột nhiều chỗ do nuốt phải 31 viên bi 500 đồ chơi. Bé trai 3 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng trướng bụng, đau nhiều, sốt, có dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Sau khi chụp phim bụng, các bác sĩ nhận thấy hình ảnh chuỗi dị vật phản quang dính vào nhau trong bụng. Với kinh nghiệm từ nhiều trường hợp trước đó, các bác sĩ phán đoán khả năng rất cao dị vật là những viên nam châm và có khả năng gây thủng ruột. Ngay sau đó, bé trai được hồi sức, bù dịch điện giải, kháng sinh và được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Bác sĩ Nguyễn Hiền, khoa ngoại tổng hợp, phẫu thuật viên chính cho biết, quá trình phẫu thuật nội soi vào ổ bụng ghi nhận ruột bé trai bị thủng nhiều nơi. Ổ bụng có nhiều phân và nhiều viên nam châm hình tròn dính vào nhau ở đoạn đầu và cuối ruột non. Các bác sĩ đã lấy tổng cộng 31 viên nam châm ra khỏi ruột, khâu lại 8 lỗ thủng. Đây là trường hợp trẻ nhỏ nuốt số lượng dị vật nam châm nhiều nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau mổ, sức khỏe bé trai dần ổn định. Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 từng nhiều lần tiếp nhận và phẫu thuật cho các trường hợp trẻ nuốt phải dị vật bi nam châm. Điển hình, một bé trai 18 tháng tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nuốt 10 viên nam châm và được cứu chữa kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nuốt dị vật tiêu hóa là tai nạn sinh hoạt khá thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Hàng năm, đơn vị này tiếp nhận khá nhiều các trường hợp nuốt dị vật đường tiêu hóa. Dị vật có thể là bông tai, đồ chơi nhựa, pin hoặc các vật sắc nhọn như đinh, ốc vít. Độ tuổi thường gặp là khoảng từ 1 đến 6 tuổi. Ở độ tuổi này, các bé thường hiếu động, tò mò, thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Nhiều trường hợp nuốt dị vật có thể được đào thải ra bên ngoài thông qua đường tiêu hóa, nhưng cũng có dị vật không thể tự đào thải ra bên ngoài, gây nguy hiểm cho trẻ. Đặc biệt, dị vật nam châm vô cùng nguy hiểm bởi khi nhiều cục nam châm được nuốt xuống ruột non sẽ hít lại với nhau, làm dính các quai ruột kế cận nhau, lâu dần gây thiếu máu hoại tử và thủng ruột. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi năm có không dưới 10 trường hợp trẻ nuốt dị vật nam châm gây biến chứng thủng ruột được phẫu thuật. Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh có con nhỏ cần để ý những vật dụng, đồ chơi tưởng chừng là vô hại xung quanh con em mình. Cần cho bé chơi đồ phù hợp với lứa tuổi, tránh đồ chơi có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Không nên để trẻ nhỏ tự chơi một mình, cần có sự giám sát của người lớn, nên kiểm tra thành phần, số lượng các loại đồ chơi của trẻ. Nhất là sau khi trẻ chơi xong, khi phát hiện hay nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần đưa trẻ tới cơ sở y tế thăm khám ngay. Hóc dị vật này thường là do chủ quan và sau đấy là các cái cách xử trí sau khi mà bị hóc dị vật thì xử trí sai cách dẫn đến là có những cái biến chứng nặng đấy, ví dụ như là các dị vật đường tiêu hóa thường gặp có thể là xương thì có thể có xương cá, xương gà, trẻ em thì một số hay hóc đồ chơi hay là những cái loại hạt. Đối với hóc dị vật ở trẻ em, nếu như trong trường hợp mà gặp như thế thì thường ở bên như ở chuyên khoa tai mũi họng thì sẽ hướng dẫn cái nghiệm pháp Hemlich, có nghĩa là đặt nửa bệnh nhân xuống và vỗ vào đằng sau lưng như thế để cho dị vật nó có thể bung ra. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà dị vật nó không còn ở cái những cái vị trí như là khoang miệng hay là ở phía ngoài nữa mà nó có rơi xuống đường tiêu hóa rồi thì ngay lập tức là mình phải đưa đến cái cơ sở y tế mà có thể tiến hành nội soi để xác định. Và trước khi nội soi thì thường là sẽ cho chụp một cái phim X-quang để xem cái dị vật đấy nó đang ở vị trí nào. Đối với người lớn thì mình sau khi mà mắc dị vật xong thì cũng không nên tự ý xử trí cái gì cả, mà mình cũng nên đến cơ sở y tế để có thể được hỗ trợ về thăm khám và tiến hành nội soi để gặp.